3 lít xăng. Cái đó là anh chịu nha. Chừng nhau, chừng nhau. Thêm lít nữa đi. Tèo, tao cho người ta đổ thẳng vô xe đi. Đổ vậy dễ biên vàng lắm tí. Cái bình em chuẩn à. Lít nào ra lít đó. Từ đó giờ ha, em mua xe chưa có cây xăng nào ăn gian của em được một đồng nữa. Chuẩn bị bán nguyên lít nữa nha. Thích nghe chuyện hài lắm phải không? Có hả? Chuyện gì à? Cái bình xăng này á, không tới 1 lít nữa. Nhìn đồng hồ kìa. Quý. Để em đổ cho anh. Mấy năm rồi